trận chiến giữa dị thú Mê Vụ Đại Sơn mà lang tộc Thảo Nguyên vừa mới kết thúc đã xuất hiện một vị khách mới, Bắc Minh Cự Điểu, nó muốn thừa nước đục thả câu. Nhưng cơ hội tất cả đều bị trọng thương muốn một đòn quét sạch tất cả, may thay, lúc này đường lang Thiểm Quang đã trở về kịp thời tham chiến. Ngăn chặn âm mưu của nó, vừa xuất hiện Thiểm Quang đã tung một đòn cắt sấm sét, sinh con quạ khổng lồ kia tí huyết, tiếng kêu quang quác thảm thiết vang lên. Cự điểu bị một đòn đột kích bất ngờ, thân thể khổng lồ vì thế mà mất thăng bằng lao xuống mặt đất, một tiếng rầm chấn động vang lên kèm theo một tiếng kêu xé trời. Cửu Vĩ từ xa trông thấy cảnh này, cũng vô cùng bất ngờ, không thể tin được cảnh tượng trước mặt, bọn họ vậy mà được cứu trong hoàn cảnh ngàn cân treo sợi tóc này. Thiểm Quang một thân vàng kim xuất hiện hoành tráng trên bầu trời, hai chiếc càng chắc khỏe, áo choàng sau lưng phấp phới, hình tượng thật giống một vị anh hùng. Cự điểu dính một đòn bất ngờ của Thiểm Quang, nhưng chỉ mất một khoảng thời gian ngắn đã hồi phục, đứng thẳng dậy. Chiếc mỏ lớn kêu lên từng tiếng quang quác đe dọa Thiểm Quang trước mặt, dị thú bọ ngựa so với kích thước khổng lồ của cự điểu thật giống như một con kiến với con voi. Mặc kệ vết thương đang chảy máu ròng ròng, cự điểu hét lớn đôi mắt trợn trừng, gằn từng chữ đe dọa, chết tiệt, bất kể là nhân loại hay đám kiến hôi hám các ngươi, lại là dị thú của Mê Vụ Đại Sơn. Lúc trước cản trở ta đoạt lấy linh hoa, hôm nay lại quấy rầy ta lấy đi thi thể của Huyết Lang Vương và Nguyệt Lang Vương. Y vừa nói vừa tích tụ năng lượng, trong miệng một luồng linh lực tỏa ra mãnh liệt, quả cầu năng lượng trong miệng ngày càng lớn, giọng nói cùng đầy sát khí, tất cả sẽ chỉ ảnh hưởng ta sẽ không tha cho các ngươi. Thanh Cương nhìn thấy một màn này, tâm thần liền hoảng hốt, miệng thốt lên không tốt. Linh lực của y cũng không còn đủ để chống đỡ một đòn tập trung linh lực này của cự điểu, hiện tại phe dị thú Mê Vụ Đại Sơn cũng không còn ai đủ sức chống đỡ. Hiện tại, chỉ còn trông cậy vào kẻ vừa tham chiến kia, Thiểm Quang đường lang, thân hình nhỏ bé của y đứng trước luồng năng lượng khổng lồ kia nhưng không hề có một chút sợ sệt. Chỉ thấy Thiểm Quang siết chặt tay, gồng sức mạnh từ đôi càng chắc khỏe kia, dùng đến một chiêu thức ngũ đoạn. Bắc Minh cự điểu phóng luồng năng lượng khổng lồ về phía Thiểm Quang, tiếng năng lượng xé gió lao về phía trước. Thiểm Quang không hề né tránh, trực tiếp lao đến đón đỡ linh lực khổng lồ kia, vận dụng linh lực bản thân gia tăng tốc độ. Khả năng của Thiểm Quang cho phép bản thân gia tăng sức mạnh lên gấp vài trăm vài nghìn lần trong một khoảnh khắc, đủ sức đương đầu với những địch thủ có kích thước lớn như cự điểu. Con chim khổng lồ kia tuy kích thước lớn nhưng IQ chỉ tính bằng hai con số, ngoài cho phun linh lực bừa bãi ra thì tư duy chiến đấu của nó bằng không. Chỉ biết trơ mắt nhìn luồng linh lực mình phóng ra bị Thiểm Quang dùng sức mạnh ánh sáng xé toạc, không thể phản kháng. Một giây sau, kết cục đã định, quang chi lực của Thiểm Quang cắt ngang qua người con đại điểu, mỏ nó bị những nhát chém ánh sáng làm cho rạn nứt. Nguồn linh lực cũng bị cương đao của Thiểm Quang chặt đứt, không còn tồn tại, máu từ miệng nó ứa ra, trông thật thảm thương. Con chim khổng lồ hét lên một tiếng đau đớn, một giây sau liền mất thăng bằng ngã xuống đất, khói bụi cũng theo đó mà bay mịt mù, từ miệng con quái vật từng dòng máu đỏ tươi chảy ra xối xả. Thiểm Quang đứng đó trước thi thể con cự điểu khổng lồ, ánh sáng chói lòa chiếu vào thân hình bé nhỏ màu vàng kim, kết hợp với áo choàng bay phấp phới trong gió trông thật giống một siêu anh hùng dáng thế, trừ gian diệt ác. Nó từ từ quay lại nhìn đám dị thú Mê Vụ Đại Sơn, chậm rãi nói từng chữ, ta quay lại rồi, ánh mắt cũng trở nên hiền hòa. Không còn sát khí đùng đùng khi đương đầu với Bắc Minh cự điểu nữa, một màn hội ngộ này đúng là làm người ta cảm động rơi nước mắt. Gấu Trúc cùng Ngưu Ma trông thấy người bạn cũ từ xa trở về cứu bản thân một mạng, trong lòng tất nhiên cũng cảm khái không thôi. Gấu Trúc còn rút ra chiếc điện thoại hướng về phía Thiểm Quang nháy vài po ảnh, ghi nhận sự trở về hoành tráng này. Lúc này, từ phía xa của Thảo Nguyên, hòa lẫn cùng tiếng gió ù ù, từng tiếng bước chân rầm rập bước đi. Đám sói từng con một bước đi thẳng hàng, hướng vào chiếc lồng đá khổng lồ được dị thử xây nên, chủ tướng của bọn chúng Huyết Lang Vương cùng Nguyệt Lang Vương đã tử trận, bọn chúng cũng không còn sức phản kháng nữa. Thanh Cương đưa ra chủ ý muốn toàn bộ đàn sói này đều bị giam giữ, chờ sau khi thuần phục tất cả hoàn toàn mới thả ra đi. Dự tính này cũng hợp lý vì hiện tại đám sói vẫn chưa hoàn toàn quy phục Mê Vụ Đại Sơn, cần cẩn trọng một chút. Vấn đề duy nhất còn sót lại sau trận chiến này chính là Cửu Vĩ, nó hiện tại đã rơi vào trạng thái say ngủ. Hỏa diễm chi lực bao bọc quanh thân trở thành một quả cầu linh lực khổng lồ, xê chính xác Cửu Vĩ đang tiến vào trạng thái tiến hóa. Gấu Trúc tay cầm chiếc điện thoại, soi về phía Cửu Vĩ Hồ, nghe từng tiếng răng rắc chuyển động bên trong quả cầu linh lực, nó thắc mắc rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra cơ chứ. Thiểm Quang bên cạnh đưa mắt nhìn quả cầu linh lực do Cửu Vĩ dùng viêm hỏa tạo ra, giải thích cho Gấu Trúc hiểu. Trong lòng đại tỷ hiện tại có một nguồn sức mạnh không nói lên lời, trong cơ thể lại có hai nguồn sức mạnh xung đột bất đồng nhau, gây ra tình trạng linh lực không được ổn định. Ngưu Ma nhìn Cửu Vĩ đang say giấc ngủ, đưa ra ý kiến muốn đưa đại tỷ quay về trước, ở đây không an toàn, có thể đưa về Mê Vụ Đại Sơn để thần thụ xem xét. Bên dưới lòng đất, trong từng chiếc cuỗi đá, bầy sói sau khi bị nhốt sẽ được dị thử vận chuyển dưới lòng đất mang về. Đột nhiên sắc mặt Gấu Trúc trở nên hoảng hốt, rốt cuộc nó cảm nhận được thứ gì sắp diễn ra. Thiểm Quang cũng không ngoại lệ, bản thân cũng đã cảm nhận được phía xa đang tiến lại một luồng linh lực mãnh liệt, khiến tất cả đều sửng sốt kêu lên.
chẳng lẽ bọn họ lại đen như vậy? Họa vô đơn chí, vừa giải quyết xong đám lang tộc, lại đến một con Bắc Minh cự điểu. Giờ đây sắp tới lại phải đón tiếp thêm một cao thủ sở hữu linh lực cường đại như vậy nữa. Luồng linh lực mạnh đến nỗi đám dị thử dưới mặt đất cũng cảm nhận được. Đằng xa, một quân đoàn dị thú đang tiến đến, đứng đầu là một con gấu trúc đang cưỡi trên mình một con sư tử, lừng lững đi tới. Con gấu trúc kia nhìn qua đã biết không phải kẻ tầm thường, lông trên mặt của nó hình thành những hình thù quái dị, nó khoanh tay, đôi mắt phát sáng nhìn về phía đám dị thú mê vụ đại sơn. Con sư tử mà gấu trúc cưỡi lên cũng không phải hạng xoàng, ánh mắt cũng thể hiện sự hung ác, đằng xa vang lên tiếng cấp báo, còn có kẻ địch. Thanh Cương trông thấy toán dị thú nọ liền hoảng hốt kêu lên, không ổn, bọn chúng là thiết kỵ sĩ của liên bang, xem ra lần này vẫn phải chiến tiếp một trận, nhưng nhân thủ hiện tại căn bản là không đủ. Thanh Cương nhìn về phía tên gấu trúc cầm đầu, cảm nhận được sát khí mà hắn toát ra, từ ánh mắt cho đến điệu bộ, tất cả đều khiến người ta gai người. Thiểm Quang lập tức rục rã mọi người, các ngươi mau dẫn đại tỷ đi trước đi, ta sẽ bảo vệ phía sau, tuy Thiểm Quang có quang chi lực bảo hộ, nhưng đương đầu với đám quân cùng một đại cao thủ như gấu trúc hắc ám kia, e là cũng không kham nổi. Đột nhiên lúc này gấu ca đứng trước mặt Thiểm Quang cản lại, không cần đâu, nó muốn tự mình giải quyết với kẻ đồng loại kia. Tuy mồ hôi trên gương mặt vẫn đổ xuống, gấu ca cứng miệng trong sự run rẩy, giao lại cho ta là được. Bàn chân to lớn cùng những chiếc vuốt sắc nhọn của gấu hắc ám đặt trên mặt đất. Hai người lúc này đối diện nhau, so với gấu trúc hắc ám thì tiểu cửu chỉ như một đứa trẻ con, nhưng cậu vẫn cố trấn tĩnh, không biểu lộ vẻ sợ sệt chút nào. Gấu trúc hắc má mở miệng nói với tiểu cửu, sao ngươi không chạy với chúng, ngươi nghĩ ta sẽ bỏ qua cho ngươi sao? Sắc mặt tiểu gấu trúc có chút sợ sệt, nhưng ánh mắt vẫn vô cùng kiên định. Gấu hắc ám đưa bàn tay ra phía trước nắm chặt, hay là ngươi cảm thấy có thể đánh bại ta? Tiểu cửu khí thần đã bị uy lực của gấu hắc ám đập cho nát bét nhưng giọng điệu vẫn cứng cỏi, nếu ngươi nghĩ như vậy thì đúng là như vậy. Gấu trúc hắc ám lớn giọng, nói ngươi đã trưởng thành rồi, đã học cách cãi lại. Nói đến vương của thực thiết thú tộc cũng là một trong những trụ cột của liên bang, 2 năm trước một mình đàn áp thú triều khổng lồ đe dọa liên bang. Suýt chút nữa là bị san bằng cả thành phố, trận chiến đó để cho toàn thế giới đều nhận thức được sự mạnh mẽ của nó. Nó nhẹ nhàng nói đám lính đằng sau, các ngươi lui lại trước đi. Kế tiếp chính là nội chiến gia tộc, thực thiết thú tộc. Hắc ám lên tiếng hỏi tiểu cửu, ta có chuyện muốn hỏi trước khi đánh ngươi, lần trước ở thành phố Yết Nhĩ Nhật, cô gái ngươi cứu có quan hệ gì với ngươi? Vẻ mặt tiểu cửu liền trở nên ngơ ngác. Điều này khiến hắc ám gấu trúc tức giận, cô ta là bạn gái ngươi đúng không? Tiểu gấu trúc đơ ra một lát. Một giây sau liền bày ra bộ dạng thẹn thùng, làm hắc ám trở nên tức điên, hắn hét lớn, chuẩn bị chịu chết đi, đồ đống phân lớn. Tiếng hét này khiến tiểu gấu trúc tâm hồn mỏng manh giật cả mình. Tập phim hôm nay kết thúc tại đây, mọi người nhớ theo dõi kênh để đón đọc tập tiếp theo nhé. Ủng hộ kinh phí, edit dịch truyện cho team bằng cách cày view trên các nền tảng này hoặc donate nha mọi người. Chúc mọi người xem phim vui vẻ, đăng ký kênh và nhấn thông báo để nhận thông báo truyện ra sớm nhất.